Thế giới sợ đàn bà Mỹ vì đàn bà Mỹ hễ nói là làm. Đàn bà Mỹ sợ đàn bà Nhật vì đàn bà Nhật làm rồi mới nói. Đàn bà Nhật sợ đàn bà Tàu vì đàn bà Tàu không nói mà làm. Tất cả đều sợ đàn bà Việt Nam vì đàn bà Việt Nam nói một đàng làm một nẻo.